Rồi, xin chào tất cả anh em á, chào anh em buổi tối ngày 12 tây tháng 11 anh em. Rồi tối hôm nay thì em sẽ lên cho anh em là hai video anh em. Một video thì em sẽ bán cho anh em là máy sát ha, máy sát, máy phụ tùng ha. Cái này thì em bán nguyên một đống luôn anh em, nguyên một đống luôn, 500, 600, 500, 600 ha. Nòng, lốc, IC đồ lộn xộn anh em. Thì cái này thì bán cho anh em mình về lấy phụ tùng anh em. Lấy nòng, lấy lốc, lấy IC rồi nè, vỏ nòng luôn anh em. Đây vỏ nòng rồi ha. Rồi cái này thì em sẽ lên video số 2 anh em, video 2 ha. Rồi bây giờ thì em sẽ dơ lên video 1 là em lên cho anh em là 10 khoảng hai mấy lô máy nha, hai mấy lô máy cắt cỏ trước nha anh em. Rồi lát nữa thì em sẽ quay tiếp một video số 2 của buổi tối ngày hôm nay. Rồi tối hôm nay là ngày 12 tây tháng 1 anh em. Rồi em lên cho anh em tầm khoảng hai mấy 30 lô ha. Rồi máy bên em là máy chưa dọn nổ anh em, máy chưa dọn nổ, bao hơi lửa, bao đủ đồ cho anh em. Đầu bò chén kẹp bao đầy đủ anh em, hơi lửa ngon lành. Rồi em vô cho cái lô đầu tiên anh em. Lô đầu tiên là con này là con Magu. Magu này là Magu 320 anh em, nòng 38 ly, tum lớn bố cung lớn luôn anh em. Tum lớn bố cung lớn luôn ha. Con này thì hơi lửa ngon lành cho anh em luôn, bao đẹp luôn anh em. Con này là Magu 320. Nòng 38 ly anh em, tum lớn bố cung lớn. Đây, 3230 ha. Rồi con này thì nó xài chế quanh gồ hai kim anh em. Tum lớn bố cung lớn luôn, tay lái của nó là tay lái dài, đầu bò chén kẹp dao bao đầy đủ luôn anh em, bao đầy đủ ha. Con số 1 này là 1.850.000 anh em, 1.850.000 ha, tum lớn bố cung lớn. Rồi con này á là nó bị bể cái bình xăng anh em, bình xăng lớn nó bị bể ha, thì em sẽ bớt cho anh em 100.000, bớt cho anh em mình 100.000 anh em, về anh em mình kiếm bình xăng gắn vô ha. Tại vì ở đây em không có bình xăng rồi, em bán bớt tiền cho anh em luôn là 100.000 anh em. Rồi con này 1.850.000 ha, bớt 100.000 còn 1.750.000. Magu 320, 3230 nha em, nòng 38 ly. 1.750.000. Tiếp theo là con số 2. Con số 2 là con Hitachi nha em. Hitachi này là Hitachi 33, nòng 37 ly nha em. Con số 2 1.100.000. Rồi tum lớn bố cung lớn luôn. Tum lớn bố cung lớn nha em. Đầu bò chén kẹp dao bao đầy đủ luôn, hơi lửa ngon lành cho anh em ha. Rồi lô số 2 nha em, 1.100.000. Hitachi 33. Con này nòng 37 ly anh em, 1.100.000 ha. Rồi con số 3. Con số 3 là con Mitsu anh em, Mitsu TL20. Rồi con số 3 này là 800.000. Đầu bò chén kẹp dao bao đầy đủ luôn ha. Bao đầy đủ luôn. Rồi lô số 3 anh em, 800.000. Mitsu 20. Lô số 4 là con Mitsu TL24 anh em. Con này thì bao đẹp luôn, liền lạc đồ luôn anh em. Đỏ ao luôn nè. Rồi TM24 chế của nó là xài chế hai kim luôn anh em, quanh gồ luôn ha. Rồi tum gời. Tum gời anh em bố cung nhỏ. Con số 4 này 900.000, tay lá dài. Đầu bò chén kẹp dao bao đầy đủ anh em. Mitsu TM24 ha, 900.000. Đỏ ao luôn, bao đẹp. Rồi lô số 5. Lô số 5 là lô này là lô Magu anh em. Con này là con Magu ha. Magu này là Magu 26 sắc lớn anh em. Magu 26 sắc lớn. Mặt giật là mặt giật trợ lực luôn ha. Chế của nó là xài chế hay ga ngang quanh gồ. Rồi con số 5 này là 1.200.000 anh em. Đây con số 5 1.200.000, tay lái của nó là tay lái dài luôn ha. Rồi Magu 26 sắc lớn, 1.200.000 con số 5. Rồi tiếp theo là con số 6 anh em. Con số 6 là con này là con G3K ha. G3K Genos G3K nòng 36 ly anh em. Nòng 36 ly ha. Rồi con số 6 này là 2.200.000 anh em, 2.200.000. Con số 6 G3K bình xăng trên. Đầu bò chén kẹp dao bao đầy đủ luôn ha, bao đầy đủ cho anh em luôn. Lô số 7 anh em. Lô số 7 là con Austin. Austin này là Austin 26cc nòng 34 ly. Rồi lô số 7 1.200.000 anh em. Austin này là Austin 26 tum gời luôn ha. Austin 26 tum gời anh em, tay lái của nó là tay lái dài. Đầu bò chén kẹp bao đầy đủ luôn, bao đầy đủ cho anh em luôn ha. Lô số 7 anh em, 1.200.000. Austin 26. Rồi lô số 8. Lô số 8 là hai con Mitsu anh em. Mitsu này là Mitsu T170 ha, bình xăng trên. Cái bình xăng bể thì em sẽ đổi cho anh em bình xăng mới anh em. Mitsu T170, tum lớn bố cung lớn lớn luôn, bơ bình xăng trên. Rồi cần của nó là cần xoay anh em. Tay lái của nó là tay lái dài luôn. Lô số 8. Hai cây là 2.600.000 anh em, 1.300.000 một cây. Lô số 8 anh em. Rồi hai cây là 2.600.000, 1.300.000 một cây. Rồi tiếp theo là lô số 9 nha anh em. Lô số 9 là hai con Kawasaki TG 20 nè. Rồi hai con này 1.000.000 ha.
hai cây này 1 triệu anh em, 500.000 cây, bao cho anh em đầy đủ đồ, đầy đủ đồ luôn anh em, tay lá dài. Rồi cái con cây cần bị nó bị cong anh em, em sẽ đổi cho anh em cần khác. Rồi lô số 9 anh em, hai cây 1 triệu. Lô số 10 là hai con này là hai con echo nè. Lô số 10 là hai con echo 253 bình sân trên ha. Hai con echo 253 bình sân trên nha anh em. Rồi hai con echo 253 bình sân trên này là giá của nó là 850.000 cây anh em. Hai cây là 1,7 triệu. Rồi echo 253 bình sân trên. Hai cây 1,7 triệu anh em, 850.000 cây. Rồi lô số 11 là con echo QX 2355 nha anh em. 2355G ha. Rồi con này là echo QX 23. Chế của nó là xài chế ga ngang vú lớn anh em. Rồi con số 11 này là 800.000 ha, 800.000. Tay lái thì em sẽ lắp cho anh em tay lái dài luôn. Đầu bò chén kẹp bao đầy đủ luôn anh em, bao đầy đủ luôn ha. Rồi lô số 11 anh em, echo QX 235. Rồi 800.000. Lô số 12 là con Genos Komatsu nè. Con này thì phải nói là cực kỳ đẹp luôn ha. Bao đẹp cho anh em luôn, Genos Komatsu. Rồi nồng 34 ly anh em. Con số 12 tay lái dài luôn, 1,6 triệu. Đầu bò chén kẹp dao bao đầy đủ luôn anh em, bao đầy đủ luôn ha. Số 12 1,6 triệu anh em, Genos Komatsu 26cc anh em. Rồi 1,6 triệu. Con này thì quá đẹp. Rồi lô số 13. Con số 13 này là TB20 anh em, con này bán 700.000 ha. Ta lấy tròn anh em, đầu bò trắng kẹp bao đầy đủ luôn. Lô số 14 là hai con Sinday qua sót. Sinday qua sót 270 272 anh em. Rồi hai con này là 1,250 cây, hai cây là 2,5 triệu anh em. Tay lái là một tròn một dài. Đầu bò chén kẹp bao đầy đủ luôn. Lô số 14. Hai cây 2,5 triệu anh em, 1,250 một cây ha. Xin đây qua shop. Rồi xin đây qua shop anh em, 1,250 một cây. Con này là Komatsu anh em. Komatsu 26 ha. Nòng 34 ly. Rồi 1,6 triệu. QX 23 800.000. Echo 253 bình sân trên 850.000 một cây anh em. Rồi TG20 500.000 một cây. Mitsu T170 anh em. Này 1,3 triệu một cây ha. Hai cây 2,6 triệu. Nồng 36 ly anh em. Rồi tiếp theo là lô số 15. Lô số 15 là lô Magu anh em. Magu này là Magu 26cc ha. Nồng 34 ly. Rồi lô này tổng cộng 6 cây anh em. Tay lái thì em sẽ bao cho anh em tay lái dài hết luôn. Nồng 34 ly. Thiếu nắp xăng nắp e thì em bao cho anh em đầy đủ luôn ha. Lô số 15 này là 6 cây 5,4 triệu anh em. Rồi xả hàng luôn ha, xả hàng giá rẻ. Magu 26cc anh em, nồng 34 ly. Lô này bán cho anh em 900.000 luôn anh em, 900.000. Bao hơi lửa, bao đủ đồ, đầu bò chén kẹp bao đầy đủ luôn. Rồi lô số 15 anh em. Magu 26 900.000 một cây, bao hơi lửa, bao đủ đồ. Lô số 16 là lô Magu anh em. Magu này là Magu 23 3 cây. 2,4 triệu, 800.000 cây. Tay lái thì là tặng tay lái dài luôn ha. Đầu bò chén kẹp em bao đầy đủ anh em. Lô số 16, 3 cây 2,4 triệu, 800.000 cây. Lô số 17. Lô số 17 là lô G2K anh em. Điện thoại đi. Rồi lô số 17 là G2K anh em. Komatsu G2K ha. Rồi lô này thì 950.000 cây anh em, 3 cây là 2,850 ha. Ta lái của lô này là ta lái dài hết nha anh em, đầu bò chén kẹp bao đầy đủ luôn. Lô số 17 anh em, 3 cây 2,850 G2K. Lô số 18 là lô Magu anh em. Lô này là Magu Magu này một con 26, một con 32 anh em. Rồi để em chỉnh lại cái lô này ha. Rồi lô này thì một con là 26 anh em. Một con là 26, một con này là 32 anh em. Một con này nồng 34, một con nồng 38. Rồi hai con này là 2,950 anh em, 2,950. Ta lái là ta lái dài luôn. Đầu bò chén kẹp dao bao đầy đủ anh em. 2,950 cho hai cây này anh em. Một con là 26cc, con là nồng 32 320 anh em. Magu 26cc, một con 320, một con 26. Rồi 1 2,950 anh em, 2,950.
Còn đây là Genos G2K, cái này thì 950.000. Magu 23 anh em 800.000. Magu 26 900.000 anh em, chờ lực hết luôn. Rồi lô số 19. Lô số 19 là lô Magu anh em. Magu này là Magu 223 ha. Magu 23 anh em. Lô này tổng cộng 6 cây. Rồi lô này thì có 3 cái tay lá tròn anh em, còn lại là tay lá dài. Đầu bò trứng kẹp bao đầy đủ luôn, lô số 19. 6 cây 5 triệu mốt anh em, 850.000 cây. Lô số 20. Lô số 20 anh em. Mitsu này là Mitsu TL23 anh em. TL23 ha, TL231 anh em. Rồi hai con này là hai con màu xanh đen ha. Màu xanh đen. Tay lái của nó là tay lái tròn anh em. Đầu bò trứng kẹp dao thì bao đầy đủ luôn ha. Lô số 20. 2 cây 2 triệu 2 anh em, 1 triệu 1 cây. 2 cây 2 triệu 2. Lô số 21 là TL26. 1 triệu rưỡi 50 một cây anh em. TL26 ha, 1 triệu rưỡi 50 một cây. 2 cây anh em, tay lái là tay lái dài luôn. Đầu bò trứng kẹp bao đầy đủ luôn anh em. Lô số 21 ha, 2 cây 3 triệu 1. Rồi lô số 22 là lô Magu anh em. Magu này là Magu 22cc ha. Rồi lô này 3 cây anh em, 3 cây. Tay lái là 2 tay lái dài, 1 cái tay lái tròn. Lô này 600.000 cây, 3 cây 1 triệu 8 anh em. Magu 22. Rồi lô này bao đẹp anh em, 600.000 một cây. Đầu bò trứng kẹp thì bao đầy đủ luôn anh em. Hơi lửa ngon lành. Lô số 22, 3 cây 1 triệu 8, 600.000 một cây. Rồi lô này 600.000 cây anh em, 600.000 cây. Mitsu TL26, 1 triệu rưỡi 50. Mitsu TL23. Lô này 1 triệu 1 anh em, 1 triệu 1 ha. Còn đây là Magu 23 anh em, 850.000 cây. Lô số 23 là lô Echo trắng. Echo trắng này là 600.000 một cây anh em, nòng 32 ly ha, chế hệ ra ngang hết luôn. Rồi Echo trắng này là 600.000 một cây, 4 cây là 2 triệu 4 anh em. Tay lái của nó là 2 tay lái tròn, 2 tay lái dài ha. Đầu bò trắng kẹp bao đầy đủ luôn anh em. Lô số 23, 4 cây 2 triệu 4, 600.000 cây. Lô số 24 là lô này là lô Magu anh em. Mà ở lô Echo ha, Echo này Echo 230, 235 anh em. Rồi lô này thì xả hàng cho anh em giá 750.000 anh em. 6 cây là 4 triệu rưỡi ha. Tay lái là có một cái tay lái tròn, đầu bò trắng kẹp bao đầy đủ luôn anh em, bao đầy đủ luôn ha. Rồi xả hàng Echo 230, 235 anh em, 750.000 cây. Rồi 6 cây 4 triệu rưỡi. Lô số 25 là Magu anh em. Magu này là Magu 20 ha, màu xanh. Rồi lô này giá 650.000 cây anh em, 6 cây là 3 triệu 9 ha. Tay lái thì bao cho anh em tay lái dài luôn, hơi lửa ngon lành. Bao hơi bao lửa bao đủ đồ cho anh em luôn ha. Rồi đầu bò trắng kẹp dao bao đầy đủ luôn anh em. Lô số 25, 6 cây 3 triệu 9, 650.000 cây anh em. 650.000 cây ha. Magu màu xanh 20. Rồi anh em nào chốt máy gọi trực tiếp vào số điện thoại của em là 0946 626 585 anh em. Rồi xin chào tất cả anh em.